Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong ký ức của Bernadette Joy ông đã được dặn là phải trốn, và trốn kỹ như thế. Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của Gavin Brook ngay sau khi tiếng ồn đã kéo nàng lên bông tàu. Dù vậy, không phải thuyền trưởng là người đã đưa ra lệnh đó với nàng. Anh ta không có gì ngoại trừ sự ngạo mạn cái mà làm anh có thể mất đang trong chuyến hành trình thuận buồm xuôi gió, anh thậm chí còn cười vào việc đó và dưới 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 nắm đấm vào cờ Jolly Roger bay trên cột buồn chính của con tàu đang tấn công. Jolly Roger là thuật ngữ hay tên dành cho cờ của cướp biển, điều mà có thể trông thấy rõ ràng bây giờ bằng mắt thường. Sự nồng nhiệt của anh ta mà nàng dám nói là sự vui sướng chăng? Chắc chắn giúp cho tâm trí nàng dịu bớt. Cho đến khi vị thuyền phó bông, thề phớt mết, thuyền phó một, thường là thuyền phó bông, kéo nàng sang một bên và bảo nàng trốn đi, không giống như thuyền trưởng, Avery đốt dường như không háo hức cho lắm với cuộc chạm trán sắp tới. Da anh trắng bệt như những cánh buồn phụ đang được cuốn lên nhanh chóng bởi toàn bộ thủy thủ trên tàu, anh cũng chẳng nhẹ nhàng khi xô nàng về phía những bậc thang sử dụng những chiếc thùng rỗng đựng thức ăn trong khoang. Có rất nhiều ở đó. Với bất kỳ may mắn nào, bọn cướp biển sẽ không mở nhiều hơn một hay hai, và thấy chúng trống không, chúng sẽ rời đi nhanh chóng. Tôi đã báo cho người hầu của cô trốn đi ngay rồi bây giờ đi đi và dù cô nghe thấy bất cứ điều gì thì cũng không được rời khỏi khoang tàu cho đến khi người nào cô quen giọng đến chỗ cô anh không nói gì cho đến khi anh đến chỗ nàng sự hoảng sợ của anh đang lan dần nhưng sự thô lỗ của anh mới đáng ngạc nhiên cánh tay nàng hầu như chắc chắn bị thăm nơi mà anh đã nắm chặt đó quả thật là sự thay đổi từ cách đối xử lịch sự của anh với nàng kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu anh gần như đã tán tỉnh nàng hay trông có vẻ như thế dù cho nó không phải vậy. Anh mới đầu 30 tuổi, còn nàng thì mới rời trường học. Đó chỉ là cách cư xử tôn trọng, giọng nói lịch sự của anh và sự chú ý quá mức mà anh dành cho nàng trong suốt 3 tuần kể từ khi họ rời London, điều đó đã gây ấn tượng với nàng rằng anh thích nàng nhiều hơn những gì anh nên, anh đã truyền sự sợ hãi của mình tới nàng, mặc dù nàng vẫn chạy hướng về phía lòng thuyền. Thật dễ dàng tìm được những chiếc thùng đựng thức ăn mà Avery đã bảo gần như tất cả đã rỗng, khi giờ đây, họ đã gần đến điểm dừng chân ở Caribbean. Thêm vài ngày nữa, và họ sẽ đến cảng của SCT, giót giờ ở Grenada, chỗ ở cuối cùng của cha nàng mà người ta biết, và nàng có thể bắt đầu tìm kiếm ông. Nathan Beruk không phải là người đàn ông mà nàng biết rõ, mặc dù tất cả những ký ức của nàng về ông quá đổi đẹp đẽ, nhưng giờ đây ông là tất cả những gì mà nàng có kể từ khi mẹ nàng mất. Trong khi nàng chưa từng một lần nghi ngờ rằng ông yêu bà, ông không bao giờ ở lại gia đình với nàng trong thời gian dài. Một tháng, có thể là vài tháng, và, một năm, ông đã ở lại toàn bộ mùa hè, nhưng sau đó vài năm trôi qua mà ông không trở về thăm. Na Thần là thuyền trưởng của chiếc tàu buôn của chính ông với nhiều lợi nhuận buôn bán trên các tuyến đường vùng Tây Nờ. Ông gửi tiền cùng những món quà xa xỉ về nhưng lại hiếm khi tự mình về nhà. Ông đã cố gắng dời gia đình đến gần nơi ông làm việc, nhưng Kala, mẹ của Gavin, thậm chí không thèm cân nhắc đến nó. Nước Anh đã trở thành quê hương của bà trong suốt cuộc đời. Gia đình bà không ở đó, nhưng tất cả những người bạn của bà cũng như những thứ mà bà quý trọng thì có, và bà cũng sẽ không bao giờ tán thành những chuyến đi biển của Na Thần với bất cứ giá nào. Buôn bán. Bà luôn nói từ đó với vẻ ghê tởm. Bà đã có đủ dòng máu quý tộc từ tổ tiên mình, thậm chí khi bà buồn chán vì bản thân bà không mang tước hiệu gì, thì bà vẫn coi thường bất kỳ thương nhân nào, thậm chí cả chồng mình, thật đáng kinh ngạc khi họ đã kết hôn. Họ hoàn toàn trông chẳng thích gì người kia khi họ ở gần nhau. Và Gabriel sẽ không đời nào đề cập đến chuyện vắng mặt lâu dài của ông đã làm cho Kala. Thôi được, nàng thậm chí không thể để bản thân mình nghĩ đến từ đó chứ đừng nói tới chuyện thốt ra nó. Nàng quá xấu hổ bởi kết luận của mình nhưng Albert Swift đã từng là một vị khách thường xuyên ở căn nhà riêng hai tầng vùng ngoại ô của họ ở Brighton trong vài năm trước, và Kala đã cư xử như một cô nữ sinh trẻ tuổi bất cứ khi nào ông ta ở trong thị trấn khi ông ta không còn đến nữa và họ nghe người ta đồn rằng ông ta đang ve vãn một nữ thừa kế ở London, mẹ của Gavin đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. Chỉ qua một đêm, bà biến thành một người đàn bà đau khổ ghét cả thế giới và những thứ trong nó, và khóc vì một người đàn ông thậm chí chưa từng là của bà. Liệu ông ta đã khiến cho Kala hứa hẹn những gì, hay Kala có định ly dị chồng hay không, không ai biết. Nhưng trái tim bà như đã tan vỡ khi anh bớt chuyển sự quan tâm của mình sang một người đàn bà khác. Bà đã có đủ tất cả những biểu hiện của một người phụ nữ bị phản bội. Khi bà bị ống vào đầu mùa xuân và tình trạng xấu hơn, bà chẳng nỗ lực chút nào để vượt qua nó, lờ đi lời khuyên của bác sĩ và chẳng ăn uống gì mấy. Bản thân Gavin rất đau lòng khi nàng phải nhìn thấy sự suy sụp của mẹ. Nàng có thể không tán thành sự ám ảnh của mẹ với An Bớt, hay là sự miễn cưỡng trong việc cố gắng duy trì cuộc hôn nhân của bà, nhưng nàng vẫn yêu quý mẹ mình sâu sắc và làm tất cả mọi thứ mà nàng nghĩ ra để vực tinh thần bà dậy. Nàng lấp đầy căn phòng của mẹ với những bông hoa mà nàng đã sụp tìm trong khu xóm, đọc cho mẹ nàng nghe, thậm chí khăng khăng bắt người quản gia của họ, Mát Giờ, dành ra một lượng thời gian đáng kể trong ngày của bà để thăm mẹ cùng nàng vì bà là người phụ nữ thích tán gẫu và thường xuyên khá hóm hỉnh trong những lời bình luận của mình. Mark giờ đã ở với họ vài năm vào thời điểm đó. Bà khoảng trung niên với mái tóc màu đỏ sáng, cặp mắt xanh đầy sức sống, có đầy tàn nhang, bà ta cứng đầu, thẳng thắn và trên tất cả là bà không bị dọa nạt bởi bất kỳ người quý tộc nào. Nhưng bà cũng là một người phụ nữ biết quan tâm săn sóc, và coi gia đình bơ rút như thể họ là gia đình của bà. Gabriel nghĩ rằng nàng đã dồn hết mọi nỗ lực của mình vào làm những việc giúp ý chí sống của mẹ nàng quay lại. Mẹ nàng đã ăn trở lại và ngừng việc đề cập đến Albert. Vì vậy Gabriel đã bị suy sụp khi mẹ nàng ra đi vào lúc nửa đêm. Chết vì buồn bã là kết luận cá nhân của nàng, bởi vì mẹ nàng đang phục hồi lại sức khỏe sau trận ốm, nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ đề cập điều đó với cha nàng. Nhưng cái chết của mẹ đã làm cho Gavin cảm thấy hoàn toàn cô đơn, mặc dù nàng được để lại khá nhiều tiền, vì Kala sống khá sung túc nhờ vào khoản thừa kế của gia đình, Gavin lại chẳng được động vào số tiền đó cho đến khi nàng trưởng thành lúc 21 tuổi, đó quả là một thời gian dài. Cha nàng vẫn gửi tiền đều đặn và vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm có thể trang trải trong một khoảng thời gian, nhưng nàng chỉ vừa mới 18 tuổi. Nàng cũng bị thay đổi người giám hộ tài sản cố vấn pháp luật của Kala, William Bates, đã đề cập đến điều đó lúc đọc chút thư. Chìm trong đau khổ, nàng thậm chí chẳng để tâm đến, nhưng khi biết được cái tên đó, nàng đã bị khiếp sợ. Gã đó là một kẻ tán gái và ai cũng biết chuyện đó. Những tin đồn kể rằng hắn đã tán tỉnh tất cả những cô hầu gái dưới mái nhà hắn, và thậm chí hắn còn véo mông Gavin một lần tại một bữa tiệc vườn, khi nàng chỉ mới 15 tuổi, người giám hộ tài sản, đặc biệt là hắn sẽ chẳng phải làm gì đặc biệt cả. Cha nàng vẫn còn sống. Nàng chỉ là cần phải tìm ra ông, vì vậy nàng lên đường để thực hiện điều đó. Nàng đã chế ngự được một chút sợ hãi ban đầu việc ngồi trên tàu đi nửa vòng trái đất bỏ lại đằng sau mọi thứ nàng đã từng thân thuộc. Nàng gần như đã đổi ý hai lần. Nhưng cuối cùng, nàng cảm thấy chẳng còn sự lựa chọn nào khác và ít nhất thì mát giờ đã đồng ý đi cùng với nàng cuộc hành trình đã trôi qua rất suôn sẻ không ai thắc mắc gì về chuyến đi của nàng chỉ với người hầu nàng ở dưới sự bảo vệ của thuyền trưởng sau tất cả ít nhất là trong khoảng thời gian này và ngụ ý nàng rằng cha nàng sẽ gặp nàng sau khi tàu cập bến chỉ là một lời nói dối nhỏ để né tránh bất kỳ sự quan tâm nào trong lúc này bây giờ nghĩ về cha nàng và việc tìm kiếm ông giữ cho nàng bình tĩnh được một lúc chân tay nàng tê cống cuộn tròn trong chiếc thùng như bây giờ nàng đang làm. Nàng không gặp bất cứ rắc rối nào để đưa toàn bộ cơ thể mình vào trong chiếc thùng này. Nàng không phải người phụ nữ to lớn, cao khoảng 1m62, 5 foot 4 inches, và có một thân hình mảnh dẻ. Một mảng gỗ vụn đâm vào lưng nàng, mặc dù, khi nàng lục đục chui vào chiếc thùng chỉ trước khi đậy lại nắp lên trên nó, và chẳng có cách nào để với tới nó thậm chí cả khi nàng có đủ chỗ để thử và nàng phần nào bị sốc khi biết rằng có thể tìm thấy một con tàu cướp biển vào thời đại này những tên cướp biển được cho rằng đã biến mất nàng nghĩ rằng họ chỉ xuất hiện trên đường vào thế kỷ trước và được ân xá hay bị treo cổ hết rồi đi thuyền trên vùng biển caribbean ấm áp cũng an toàn như là đi bộ trong ngõ ở nước anh vậy nếu nàng không chắc chắn về điều đó nàng sẽ chẳng bao giờ đặt chuyến đi vào vùng này cả và lúc này đây nàng đang nhìn thấy cờ cướp biển bằng chính đôi mắt của mình như có một cái nút thắt sợ hãi trong bụng nàng nó trống rỗng và đầy khó chịu nàng đã bỏ bữa sáng và định sẽ ăn bù vào bữa trưa nhưng chiếc tàu cướp biển đã đến trước khi bữa trưa phục vụ và bây giờ thì đã muộn hàng giờ rồi ít nhất thì cũng có vẻ là nàng đã bị chèn ép trong thùng trong một khoảng thời gian thật lâu và không có dấu hiệu nào cho thấy cái gì đang xảy ra trên tàu nàng phải giả định rằng họ đã rời xa con tàu cướp biển nhưng nếu họ mất chiếc thuyền lớn khác avery sẽ không đến để nói với nàng điều đó chăng bất thình lình một tiếng nổ lớn làm rung chuyển tàu bộ con tàu thêm một tiếng khác một tiếng nữa tất cả đều to quá mức ngày càng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ cuộc chiến đã bắt đầu mùi thuốc súng từ những khẩu đại bác đã phát hỏa lan ra khắp khoang tàu những tiếng la hét khàn khàn một vài tiếng thét thất thanh và tiếp đó sau khoảng thời gian dài là sự im lặng đáng sợ không thể nào xác định rõ ai đã thắng trong cuộc chiến. Thật căng thẳng. Thời gian trôi đi, nỗi sợ hãi của nàng bắt đầu lớn dần. Sớm muộn gì nàng chắc chắn cũng sẽ hét lên cho mà xem. Thực sự, nàng không biết được làm thế nào mình đã không đầu hàng cái thôi thúc đó. Nếu họ đã thắng, sao Avery không xuất hiện bây giờ? Trừ khi anh ấy bị thương và chưa bảo ai chỗ nàng đang ở, trừ khi anh ấy đã chết liệu nàng có dám rời chỗ ẩn nấp của mình để tìm hiểu không, nhưng nếu những tên cướp biển đã giành chiến thắng. Chúng sẽ làm gì với chiếc thuyền mình bắt được? Đánh chìm chúng. Đem chúng đi bán hay giữ chúng lại cho người của mình? Còn thủy thủ đoàn hiện thời của chiếc tàu cùng những hành khách thì sao? Giết tất họ đi hay sao? Một tiếng thét bùng lên trong cổ họng nàng khi nắp thùng bị mở ra. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.